Rồi đó ba, đẹp lắm luôn đó ba. Ba tôi sắp làm tiên cá rồi, đang luyện bơi trở thành tiên cá. Đi phiêu lưu với tôi nó ghê chưa. Cảnh hai bên bờ sông hả? Rồi, cảnh luôn rồi. Về thôi, về chùa chơi. Đau đếm dịch đâu ba? Ồ ghê. Đếm dịch ghê quá ha. Bắt dịch lên. Về nha. Già lắm rồi đúng không? Rồi. Có đâu. Nó đang giữ dịch. Nó hiền, nó ngoan, dễ thương, nó già. Nó hiền khô. Trời, anh chăn dịch. Rồi, em cảm ơn, về nha anh ơi. Ảnh có nuôi con ngỗng nữa hả? Con ngỗng giống như làm đại ca vậy ha. Rồi. Cơn ti un. Tờ y ti un là un. Kỳ này mình sẽ đăng clip lên kênh ti un mà.